sinh con gái ra ấy, thì để làm cho con của người ta. Đàn ông trên đời sinh ra ấy, thì được lựa chọn cái số phận, được tự do, được làm cái điều họ muốn. Nhưng phần ít tiền đàn bà thì mới được như vậy. Vì với họ, hạnh phúc là tổ ấm, là gia đình. Và khi họ có được tất cả những cái điều ấy thì đàn ông thử nhìn lại một lần xem đàn bà đã phải trải qua những cái gì. Sinh con gái thì như con của người ta. Các cụ nói thì chẳng sai bao giờ. Vì sao bố mẹ cứ sợ sinh toàn con gái thì sau này con sẽ khổ? Thì tất cả thì đều có cái nguyên nhân của nó. Con gái lớn thì đi lấy chồng. Ở cái tuổi trưởng thành ấy, biết cái kiếm tiền ra, biết chăm lo cho bố mẹ, thì con gái lại đi lấy chồng. Lấy chồng gần thì sẽ bớt lo âu, lấy chồng xa thì phần đời trôi nổi, chẳng biết con có sướng, có khổ hay không. Có người ấy, thì khổ trăm bề thì không dám nói ra. Người sướng thì may mắn thay rồi. Nhưng nỗi niềm chính là phải xa quê hương, xa bố mẹ, xa gia đình, xa nơi mà từng đã gắn bó. Và nếu nó không quá thì nuôi lớn rồi thì thành con nhà của người ta. Rồi đây trách nhiệm của người phụ nữ đã có chồng chính là gia đình. Gia đình của chồng chứ không còn là đối với bố mẹ đẻ nhiều như trước nữa. Tất cả mọi thứ đều phải san sẻ, thậm chí nhà ngoại thì chẳng bao giờ được như nhà của chồng mình. Nhỡ mà có một cái không khéo thì lại bị mẹ chồng soi ngay. Chồng tốt thì may được phận nhờ, chồng xấu, rượu chè, gái gú, cờ bạc thì cả đời đắng cay. Đó là chưa kể đến khi người phụ nữ thực hiện cái thiên chức của làm mẹ. Biết rằng con cái chỉ là niềm vui, là trời ban, và chẳng ai không hạnh phúc khi có con cái cả. Những cái sự mang bầu, cái sự sinh nở mới là những cái chuỗi ngày tháng vất vả đầy khổ sở của cánh đàn bà. 9 tháng 10 ngày năng nặng đẻ đau, ngày đêm lo lắng không biết con có khỏe hay không. 9 tháng khể nệ vác cái bụng bầu với tất cả những cái sự mệt mỏi nặng nề rồi sinh nở. Đó là điều sợ hãi nhất mà đàn ông có nói thì cũng không thể hiểu được. Những ngày tháng nuôi con thơ ấy, có mấy người làm cha thay mẹ chăm sóc con khi con còn nhỏ. Có mấy người làm bố ấy, thì tận tụy mọi việc trong nhà thay vợ. Thân hình xồ xề, đầu óc thì bù xù, mặt mũi thì bơ phờ. Đó là những cái gì mà đàn ông có thể cảm nhận về người phụ nữ sau sinh. Thông cảm thì không sao, có kẻ thì còn chê vợ rồi lại đi ngoại tình. Đàn ông thì cũng chẳng hiểu được những cái đêm mà vợ thức trắng về con thơ mà quấy khóc. Không thể đau lòng bằng vợ những cái lúc mà con của mình ốm đau, những con sốt, con ho, những cái trận cai sữa kỳ công và vô cùng vất vả. Và một người mẹ thì kiên trì mới có thể làm được. Nhưng đàn bà ấy, thì đâu có dừng lại ở đó. Họ vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn cơm nước, vẫn dọn dẹp, vẫn nội trợ. Họ như một bà siêu nhân có thể làm trăm công nghìn việc cũng một lúc. Không biết mệt mỏi nó là gì, vì họ phải gắng, họ phải chấp nhận, họ chịu đựng, họ kiên trì, chứ họ cũng không thèm một buổi sáng tự do. Thèm một ngày được rong chơi, thèm một giấc ngủ thông đêm suốt sáng. Thứ mà đàn ông luôn có được, nhưng với đàn bà thì lại là hiếm hoi. Đàn ông chưa trải qua, chưa thể hiểu được phụ nữ khổ như thế nào. Phụ nữ vất vả trăm đường. Người ta nói sinh con xong phải vài ba năm nữa mới được tự do. Đợi khi con lớn,
phụ nữ mới có thể làm được điều mình thích. Nhưng ngày đó thật sự là quá xa. Là đàn ông, hãy thương lấy vợ, hãy trân trọng vợ, hiểu cho vợ và san sẻ gánh nặng với vợ con. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã thấy đàn bà vĩ đại. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy cuộc đời này có được hạnh phúc cũng thật lắm gian truân.